Ok, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của tôi và tôi là Đạt đây. Thì tôi nghĩ là cái video này là có rất là nhiều ông đang mong chờ luôn. Lý do tại sao? Tại vì trong cái video ngày hôm nay tôi có hai cái thứ mà tôi nghĩ là hầu hết là ông nào cũng đang rất là cần ở cái thời điểm hiện tại luôn. Nhưng mà hổm giờ thì tôi cũng đang tìm kiếm hai cái thứ này. Nhưng mà ngày hôm nay thì cuối cùng là nó đã có để tôi có thể chia sẻ đến cho tất cả các ông rồi ha. Rồi, thì như trên cái màn hình của mấy ông có thể thấy là hiện tại là tôi đang trong cái clean gì? Đó là cái clean data đúng không mấy ông? Và đặc biệt là ở cái phiên bản data mà ngày hôm nay tôi mang đến cho tất cả các ông ấy, thì đây là cái phiên bản data không cần ghép cây nha mấy ông. Thì không biết là có phải là không cần ghép cây không, tại vì là cũng khá là lâu rồi tôi chưa có vào cái clean data. Nhưng mà hồi nãy khi mà tôi vào trong cái clean này ấy, thì nó lại không có yêu cầu tôi ghép cây mấy ông ạ. Thì đó là cái vấn đề đầu tiên của cái clean data này. Cái vấn đề thứ hai là ngày hôm nay tôi mang đến cho tất cả các ông, đó là cái phiên bản clean data chống văn. Và đặc biệt là đây là phiên bản xóa hoàn toàn 100% hiệu ứng luôn nha tất cả các ông. Đó, theo kiểu là nó sẽ xóa còn cái nịch luôn á mấy ông ạ. Như mấy ông có thể thấy nè, là nó xóa cỏ đồ hết luôn đó. Thì những ông nào mà hay sử dụng những cái cloud hoặc là hay dùng để treo qua game đó, thì mấy ông nên sử dụng cái bản data này nha. Nó có rất là nhiều cái lợi luôn. Cái lợi đầu tiên là nó không cần ghép cây. Cái lợi thứ hai là nó sẽ theo kiểu là xóa cỏ này, xóa lá cây này. Và cái phần đặc biệt ở đây là nó có thể bật tắt được đồ họa luôn nha mấy ông. Đây, ở đây mấy ông có thể thấy là hiện tại là tôi đang có cái đồ họa như thế này đúng không. Bây giờ tôi vào trong cái phần cài đặt nè. Đây, tôi vào trong cái phần setting này. Tôi chỉ cần vuốt xuống nha mấy ông. Đây có cái chữ là Grad Fit Mode nè. Ở đây thì tôi sẽ chỉnh thành Manual. Và sau khi chỉnh thành Manual, tôi tắt cái đồ họa đi nè. Đó, và mấy ông có thể thấy nè, là khi mà tắt đồ họa đi thì đúng nghĩa là cái của tôi là đúng còn cái nịch luôn mấy ông ạ. Nó xóa hầu như là nó xóa hết hoàn toàn 100% luôn. Và đặc biệt là nó rất là mượt luôn nha. Thì cái tính năng này giúp cho mấy ông có thể là mượt, làm mượt cực kỳ mượt luôn. Thì cái này mấy ông có thể kết hợp với lại là những cái bản mà Manual Auto Farm ấy, trong cái quá trình mà mọi người gieo farm, mọi người đi đánh boss hoặc là mọi người đi làm nhiệm vụ gì đó mà máy mấy bạn lắc, mấy bạn bị sợ tốn tài nguyên, thì mấy bạn có thể sử dụng cái bản này để mấy bạn tắt cái đồ họa đi như thế này. Thì sau khi mà mấy bạn tắt đồ họa đi thì mấy bạn có thể thấy nè, đó là cái map của chúng ta nó đã mất tiêu luôn nha mọi người. Đó, nó mất hoàn toàn luôn. Cái này giúp cho mấy ông khi mà gieo farm thì nó sẽ đỡ ngốn tài nguyên máy, cũng như là nó sẽ mượt hơn. Còn ví dụ mà mấy ông muốn chỉnh cái đồ họa lại thì mấy ông chỉ cần vào phần setting, rồi sau đó mấy ông vuốt xuống, mấy ông chỉnh cái đồ họa lên thôi. Đó, thì nói chung là mấy ông chỉnh càng lên cao thì mấy ông sẽ cái map của mấy ông là nó sẽ càng lộ ra ngoài nhiều. Đó, còn ví dụ mình ở đây theo tôi thì mấy ông nên chỉnh là đâu đó là khoảng mức thứ 3 là được rồi. Đây, mức thứ 3 nè. Đấy, mức thứ 3 thứ 5 rồi đấy. Đó, thì nói chung là tôi nghĩ là mức thứ 3 là ok rồi. Đấy, mức thứ 4 là nó vẫn còn cái đường để cho mấy ông đi ha. Còn ví dụ mà tới mức thứ 5 luôn thì nó sẽ mất luôn nha mấy ông. Đó, rồi thì cái này là ông nào mà muốn tải thì tôi sẽ để dưới phần bình luận game cho mấy ông. Và cái bản này là tôi chỉ là người đi review lại thôi, và cái này là của một người khác làm ra nha mấy ông, chứ không phải tôi nha. Đó, mấy ông lưu ý cái điều này. Rồi, còn tới cái nội dung ngày hôm nay, cái vấn đề thứ hai thì bây giờ thì tôi sẽ mở một cái script menu farm lên, và mấy ông sẽ khá là bất ngờ với lại cái script menu farm này đó. Thì bây giờ tôi mở lên cho mấy ông xem. Và ok, như trên màn hình của mọi người có thể thấy thì đây là cái phiên bản menu farm mà trong video này tôi muốn chia sẻ đến cho tất cả các ông. Và tôi nghĩ là tất cả các ông đang cũng rất là hơi bị ngạc nhiên về cái bản này đúng không mấy ông. Thì mấy ông dòm vào mấy ông có thể thấy là cái bản nó tên gì không? Nó tên là Banana Hub nha mấy ông. Và cái logo thì mấy ông cũng có thể thấy nè, đây là cái logo bên Banana Hub. Và đây cũng là một trong những cái bản mà khi mà tôi mang đến cho tất cả các ông, chính tôi cũng là cái người mà rất là sốc luôn mấy ông ạ. Tại vì sao? Tại vì tôi không nghĩ là nó sẽ có một cái bản Banana Hub free mấy ông. Thì cái bản ngày hôm nay tôi mang đến cho tất cả các ông, như trên màn hình của mấy ông thấy thì cái bản này là đang là cái bản free hoàn toàn 100%, và nó có hỗ trợ hai thứ tiếng luôn, là tiếng Việt với lại tiếng Anh nha mấy ông. Thì như màn hình của mấy ông có thể thấy là cái bản này là của một cái bạn nào đó làm ra. Đó, một cái bạn nào đó là theo kiểu là đã edit và chỉnh sửa lại cái bản Banana Hub này nha mấy ông, chứ không phải là bản chính chủ ha. Đó, nhưng mà được một cái thì nó có cái giao diện y chang cái bản Banana Hub luôn mấy ông ạ, y chang cái bản real luôn. Và đặc biệt là nó hoàn toàn là miễn phí mấy cái này. Nếu mà mấy ông nào mà muốn trải nghiệm tận tay thì mấy ông có thể kéo xuống cái phần bình luận game để mấy ông tài trải nghiệm ha. Bản này thì nó hỗ trợ cho mấy ông hầu như là full chế độ luôn, và nó có dịch sang tiếng Việt cho mấy ông luôn nha mấy ông. Đó, dịch sang tiếng Việt này, hỗ trợ cho mấy ông cày level nè. Đây, bây giờ tôi test cho mấy ông luôn. Đó, hỗ trợ cày level đồ các thứ luôn nha, rất là ngon nha mấy ông. Có đánh quái ở gần rồi đánh quái xa đồ các thứ đó nè, auto farm gương đó nè, auto farm hông hảo trái, farm mastery đồ là có đầy đủ luôn. Đó, thì nói chung là cái bản này thì đây là cái bản Banana Hub free hoàn toàn nha mấy ông. Thì ông nào mà muốn sử dụng thì tôi sẽ để dưới phần bình luận game cho mấy ông. Ngoài ra thì nó free nhưng mà nó vẫn hỗ trợ cho mấy ông rất là đầy đủ tính năng luôn. Hỗ trợ tự động nâng chỉ số này, hỗ trợ phần layer đi ambush skill, ambush ring đi PvP này, rồi hỗ trợ dịch chuyển full đảo, hỗ trợ phần sale event đồ là có đầy đủ luôn nha mấy ông. Đó, thì nói chung là cái bản này rất là nhiều chức năng cho anh em luôn. Đấy, tập Ray 4 đồ cái thứ là auto nhặt cần gạt đồ là có đầy đủ cho mấy ông luôn. Đó, ông nào muốn sử dụng bản này thì tôi sẽ để dưới phần bình luận game ha. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các ông rất là nhiều vì đã đón xem video này. Và đây là cái bản bên nè, hấp free hoàn toàn nha, không cần ghép cây nha mấy ông nhớ nha. Đó, mấy ông chỉ cần là kéo xuống phần bình luận game, lấy cái script về và nhập vào là sẽ chạy được hoàn toàn 100%. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các ông rất là nhiều và bye bye.